Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Vào round 2.6 thì mình đang có một con siêu du mọi người ạ. Ở trong game này thì mình đang có một lối công nghệ là chính là thông thoáng mọi người nhá. Có nghĩa là mình sẽ không cần để tướng ở dưới thì mình sẽ có một cái cộng kinh nghiệm mỗi round. Và hiện tại round 2.6 mình không cần vàng, mình úp lên level 5 luôn rồi. Và bây giờ mình có siêu du luôn, kích hoạt đội hình 5 bảo long rồi nhá. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video. Nếu có ý kiến góp ý gì hãy để ở dưới nhá. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng vào cho mọi người xem. Với trận đấu này thì mình sẽ, nếu như mà có thể cái lõi công nghệ xuất hiện thì mình hy vọng nó sẽ là một cái lõi kinh nghiệm để mình có thể úp lên level 10 sớm ha. Với kết hợp với cái này với kiểu là kinh nghiệm thì đúng ngon luôn. Round này thua rồi. Có vẻ như có Siozu thì cũng không thể giải quyết vấn đề gì cả. Khi ông này đang có một cái chiến lợi phẩm từ sớm này, giết người hồi máu khá là khét, 2.7. Ok, Gona. Với lõi công nghệ này thì mình không thể nào để giành tướng ở round này được. Bởi như vậy thì mình sẽ bị thọt mọi người nhá. Sẽ bị hút không được 3 kinh nghiệm mỗi round. Thế mình sẽ để một cách thông thoáng nhất, giống như cái tình của lõi công nghệ vậy. Mình thì một người chơi mà sẽ kiểu tìm tòi về lõi công nghệ mọi người nhé. Tạo ra những cái lõi công nghệ hay để cho anh em có thể theo dõi. Và ở mùa 8 thì như một thông tin mình vừa nghe thấy thì ở mùa 8 thì chúng ta sẽ có thể trải nghiệm đó chính là đấu trường chân lý. Và thần tài sẽ comeback mọi người ạ. Đấy, một thần tài comeback mọi người ạ, cực kỳ hay. Là một, riêng mà nhắc đến thần tài thì chắc chắn là nhiều anh em cũng phải cảm thấy phấn khích rồi. Quá hấp dẫn, một cái mùa mà để lại cho chúng ta bao nhiêu cảm xúc. Và cũng là một mùa mà khiến cho mình là một người quá thành công ở cái mùa thời điểm đó. 3.1 rồi. Mình ra sau up level 6 mọi người nhá. Và để xem lõi công nghệ tiếp theo nó sẽ là gì. Trang bị thì mình đã lắp cho con Kama combo phun chí mạng rồi, cũng khá là ngon, không phải thạch vô kiếm. Ba chấm hai mà có quả xoay bài tự động thì đúng là hấp dẫn luôn anh em ạ. Làm quả xoay bài tự động nhờ, làm mua luôn một vị tướng 8 vàng từ sớm, quá ngon. Sáu, năm, bốn, ba, hai, và một. Gì đây? 3.2. What the fuck luôn mọi người ơi. Nó chính là xoay tự động anh em ạ. Và bây giờ thì mình sẽ xoay bài đi. Xoay bài tự động. Mình đang có Siozu, Kama hay sao. Lên luôn em nhá. Để xem là gì đây. Wow, mình có ngay một con Terra mọi người ạ. Xoay bài ra Terra luôn, hay quá. Bây giờ thì mình đã có Terra và trang bị game này thì mình đang cho mầm đi, kích hoạt rồng mọi người nhé. Mầm kích hoạt cho nó full chí mạng luôn, pháp sư. Đang tiện có con pháp sư Hecarim cho kích hoạt thì kỵ sĩ luôn, Lyanna. Volibear cầm cuồng đao này, Kai'Sa, đường chiến binh rồng. Terra thì game này thì để mình xem là mình đang hướng tới một trận đấu gì đó về kiểu là Terra cầm một cái trang bị gì đó hấp dẫn. Terra 3. Terra 3 quyền năng khổng lồ nhở. Mình đang hướng tới Terra 3 quyền năng đi, để xem được khi mà Terra 3 sao ấy, thế rồi với 3 quyền năng thì nó sẽ to cỡ nào. Ui, 2-3 mới ngon luôn mọi người, hay chưa? 2-3 luôn này. Game này có Terra thì chắc chắn mình phải chơi Terra rồi, không thể tránh khỏi điều đó được. Mình sẽ cho con này ra.
trang bị này. Ok, lắp luôn quyền năng cho con Terra mọi người nhá. Lắp quyền năng luôn. Mâm mâm này, bắt luôn. Trang bị mâm mâm là một trang bị là full chí mạng. Nếu mà có thêm một Sojin nữa thì con mâm mâm nó sẽ bám kill khá là khét. Ông này đang có hình kỵ sĩ này, kỵ sĩ hộ pháp. Terra của mình chắc là game này win rồi. Gánh team được, gồng lên và dậm dân thôi. Gồng lên anh em ơi, bắn nào, đúng rồi, pháo hoa đã nổ rồi, win luôn. Mâm mâm là một vị tướng mà nếu như anh em nào đã từng chơi kiểu mâm mâm carry thì anh em sẽ hiểu được sức mạnh của nó. Đợt trước thì mình làm một trận đấu về mâm mâm 3 mũ anh em ạ. Một con mâm mâm 3 mũ nhưng mà để mà nói về gánh team thì cũng không được sát sao cho lắm. Bởi vì kiểu lúc đó thì mình chơi all in mâm mâm quá mọi người nhá. Nên là cái mình đã không tập trung vào giảm thủ mà nên không thể nào chống chịu được. Mình thì không bắt mâm mâm đâu bởi vì nên có thông thoáng nhưng mà phải đợi bắt để lên được mâm mâm 2 sao. Trang bị bây giờ thì mình sẽ ưu tiên giáp lưới đi để có thể kích hoạt 3 quyền năng cho con Terra mọi người nhá. Về cái con tần mà cái Terra 3 quyền năng thì mình chưa làm bao giờ cả. Chắc đây sẽ là một trận đấu đầu tiên mình là sẽ làm về Terra 3 quyền năng để xem nó sẽ to như thế nào. Bán đi. Mình thích lên cấp cơ. Game này thì mình sẽ hy vọng là mình sẽ lên level 9 sớm. Mình up lên level 9 sớm mọi người nhá. Để có thể kiếm được Terra 3 sao là trọn vẹn luôn. Xoay bài của Terra thì ít nhất phải lên được Terra 3 sao thì nó mới hấp dẫn được. Fan à? Con si fan mọi người, con si fan này, si fan bây giờ mình cho vào mình sẽ có đó chính là 4 ám long, 3 rồng, 3.7 rồi. Để xem để round tiếp theo 4.2 này lõi công nghệ mình nhận được sẽ là lõi công nghệ gì. Siozu 80 vàng em ơi. Mình đang đợi mọi người, mình đang đợi đội vàng ấy, đợi thử xem 4.2 ấy, nếu mà nó là mang kinh nghiệm thì mình sẽ dùng 80 vàng này up cấp luôn. Nên là mình chưa up cấp sớm rồi nhá, từ từ rồi sẽ đến thôi. 3 trận thắng rồi. Game này mà cho thêm quả quyền năng ánh sáng thì ngon, quyền năng khổng thần thì ngon mọi người ạ. 3 quyền năng thì trong game này thì mình nghĩ là mình sẽ đạt được thôi.
Bởi vì mình đang có một quyền năng rồi, và ở round 4.7 thì mình có thể run thêm một quyền năng nữa và cung gỗ hay những trang bị này khá là tuyệt vời. Hôm nay đang có đội hình chính chiến binh rồng này, lên level 9 được 40 vàng nữa, cũng khá ngon. Măm măm. Úi xồi, 6-7 máu. Khỏe quá, con Volibear cầm cuồng đao nó múc nhanh liên tục anh em ạ, đỡ không nổi. Bốn chấm hai gì đây, nguyên tố luôn, mình sẽ run xoay mọi người nhá. Nhà máy tái chế, ok thôi mình sẽ lựa chọn cái nhà máy tái chế đi mọi người ạ. Với cái nhà máy tái chế này thì mình sẽ chắc chắn với các bạn luôn là sẽ lên được Terra 3 quyền năng rồi, bởi vì mình sẽ có thể bán những trang bị đi. Ui 2.3 luôn, wow, thế này mà không chơi 3 thì hơi phí anh em ạ. Ok trò luôn nhá, bán run. Ui hay quá, tuyệt vời mọi người ơi. Mình đang tính bán con Parthenon đi để có thể tận dụng được cái lõ công nghệ thông thoáng ấy. Và ai ngờ ra luôn anh em ạ, hiền thế. Ra luôn con Parthenon 2 sao luôn. Bây giờ trận đấu thì vẫn cứ tiếp tục xảy ra thôi. Bây giờ thì 4.2, mình sẽ đợi đến 4.7 nữa. 4.7 rất là đẹp. 4.7 mà cho thêm một quyền năng khổng thần thì ngon luôn. Ông này đang là chơi DIC fan. 4 ám long, hộ pháp, kỵ sĩ. Mình đang có 2.3 mọi người ạ. 2.3 này giúp cho mình đó chính là một cái khả năng gọi là hack cấp X2 luôn mọi người nhá. Riêng con 3 thì mình thường chơi với con 3 thì mình sẽ kết hợp với những đội hình mà kiểu là siêu thủ anh em ạ. Ông này có Savannah. Ủa vãi đạn không. Thì bây giờ thì nếu chung là một cái đông cái content gen của mình thì bây giờ cũng khá nhiều anh em làm về cái nội dung này rồi, thì mình đang quyết định là chính ở mùa 8 mọi người nhá. Ở mùa 8 thì mình đang quyết định thử làm xem một cái giống như khởi đầu mình làm, thì ở mùa 8 mình sẽ up lên thách đấu đó, mình sẽ tạo nên một cái nội dung khác đó chính up thách đấu. Vừa chơi rank thách đấu và có những cái trận đấu super siêu phẩm. Mình sẽ cố gắng buộc 8, mình sẽ nghiên cứu thật sâu về TFT. Và mình sẽ có thể gọi là cho ta một cái đầu, một cái mùa mình sẽ úp lên gọi là cho ta tầm khoảng cố gắng gọi là cho ta úp top thách đấu một cách nhanh nhất. Thì nhiều anh em mới hỏi là tại sao mình rank gì, thì thực tế thì lúc khởi đầu mùa 3 thì mình đã úp lên top 8 thách đấu rồi. Nhưng thời điểm đó thì
kênh của mình vẫn chưa hot nên là anh em cũng chưa theo dõi nhiều, nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy là nên thay đổi nội dung một chút. Nội dung kênh của mình thì anh em có thể thấy thì nội dung kênh của mình đa phần là đồ chế là nhiều, chứ không phải liên quan đến kiểu leo rank hay là gì hết. Thì bây giờ thì mình cũng đang nghiên cứu, đó chính là làm cho anh em xem về cái nội dung khác, có thể là đua rank kết hợp với kiểu là với một kiểu là một bé hot girl giọng hay nào đó ở trên cái play đua, hay là một cái nội dung gì đó. Mình sẽ sáng tạo và thay đổi nội dung trở nên perfect hơn. Ba rồng luyện, hai rồng, ba pháp sư, một bang hội, nhạc công. Bây giờ thì mình chuẩn bị up level 9 rồi. Với hai con ba này thì giúp cho mình một khả năng gọi là hack cấp khá tốt. Ông này Varus này, Varus của ông này tận ba cái bảo thạch luôn. Luxozin, sáng tạo phết anh em ạ. Boom. Ok, vẫn có thể win được. Mamam, skill. Boom. Boom. Bây giờ thì mình đang còn một cái trang bị quyền năng nữa, nhưng mà với cái nhà máy tái chế thì mình có thể thoải mái mà lựa đồ thôi. Đồ gì cũng được rồi. Rồi ok, đồ này thì round này thì không thể chọn được rồi, mình sẽ đổi một chút nhá. Cái này cũng không được, thì thử cũng được luôn. Có Nico thì tốt. Sẻng vàng à? Ok, bắt luôn anh ơi, bắt sẻng vàng luôn nhá. Với cái sẻng vàng thì mình đang suy nghĩ ra một thứ, đó chính là làm về con ba pháp sư. Mọi người ạ, ba pháp sư nha. Khi ba pháp sư thì anh em biết rồi, nó sẽ một lúc skill được hai cái. Đó, kết hợp với kiểu là gì nhờ, trang bị bây giờ thì còn khung gỗ nữa. Xíu nữa mình chỉ nhặt một cái trang bị có giáp lưới ở trong, bán đi và mình sẽ có thêm một cái trang quyền năng nữa cho con cho Terra của mình luôn. Chấm 1. Ông này đang đội hình là chiến binh rồng này. Mamam, bắn. Bùm. Bùm. Bắn đạn bạn ơi, bắn đạn bạn ơi. Phun lửa. Phun lửa luôn bạn ơi. Ok. Thì nói chung là mỗi YouTuber khác nhau thì đều sẽ có một cái cách diễn đạt và chia sẻ về game khác nhau. Giống như mình vậy thôi, anh em thì theo dõi mình thì mình cũng biết rằng là cho ta, mình thì cũng khá là ít nói, còn nhiều anh em lại thích kiểu một kiểu kiểu nói nhiều. Thì rất là khó, bởi vì làm YouTube thì giống như kiểu là làm dâu thiên hạ vậy, mỗi người một ý mà, không thể nào có thể cho mọi người cảm thấy hoàn hảo mãi được. Level 9 rồi. Đúng rồi, quẩy đi Terra ơi. Mình lúc đấy mình đã nhặt một cái lõi công nghệ này đó mọi người, nhà máy tự chế rồi, nên là xíu nữa mình chỉ cần nhặt một cái trang bị kiểu ấy thôi. Mình nhặt một cái trang bị như kiểu là Doen nè, Doen pháp sư à. Doen đi, bắt Doen lấy bất tử mọi người ạ. Xíu nữa thì mình chỉ cần nhặt một cái trang bị liên quan tới kiểu cung gỗ thôi, giáp lưới thôi, là mình sẽ bung ra phát là mình sẽ có quyền năng luôn, cũng khá hay. Bây giờ thì như mọi người có thể thấy thì nam châm ma thuật mình rất nhiều đây. Tận 3 cái nam châm ma thuật mọi người ạ. Nhưng mà game này thì cũng chẳng có gì để rút ra cả. Mình sẽ thiết kế cho anh em xem của Terra 3 quyền năng nha. Terra 3 quyền năng anh em ạ. Ông này đang có gì? Volibear này, 4600 máu. Sút mất Terra mình đi rồi, nhưng mà không sao, còn Bathenon nữa.
còn Parthenon để chống chịu nữa nên không sao cả. Nếu mà trận đấu này mà có thể lên được luôn Terra 3 sao thì không gì có thể trên được cảm xúc mình luôn mọi người ạ. Mình thì đang có một con ba, ba của mình thì đang cầm ấn pháp sư mọi người nhá. Nên là nó skill một phát là sẽ được hai phát luôn. Đó, thấy không? Phê chưa? 23% luôn rồi. Với một cái trận đấu như này thì tồn tại khoảng tầm đến round tầm 6.1 thì lên phải tầm đến 30% là bình thường. Rồi, ok, chỉ cần một cái giáp lưới thôi. Có Terra luôn mọi người ạ. Ui, đúng thứ mình cần kìa. Terra cầm đúng thứ mình cần luôn nhưng mà không biết ai à. Anh em ơi, mấy người nghe em ơi, đừng lấy nhá. Ôi giời, hay quá tuyệt vời mọi người ơi. Đây chính là lý do tại sao game lại cho mình 3 cái 500 ma thuật mọi người ạ. Để là mình rút đồ đấy. Chứ còn gì nữa. Ok, vậy là mình đã Terra 2 sao rồi và mình sẽ rút đồ ra như này, lắp quyền năng. Lắp quyền năng vào. Ui. Thế này nãy giờ mình không biết anh em ạ. Phí thế nhở. Đây rồi, của mày đây Terra ơi, cố gắng gồng gánh cho tao nào. Chắc mình sẽ kết hoạt 4 rồng đi, 4 rồng để có thêm một slot nữa hả? Nhưng mà để xem nữa. Rồi Terra 25 stack nào. Ui xổ ơi, con rồng biến thái rồi anh em ạ. Rồng biến thái rồi. Chưa thấy vàng nó rơi ấy nhở. Ui mạnh thế. Thế phải bán Parthenon đi thôi. Ok, mình sẽ một pha Parthenon đi để cho đội hình đỡ mạnh anh em ạ. Chứ mạnh quá rồi. Để có thể đẩy bán mình đi luôn này. Khỏi gần mày luôn. Đó. Cho mày quả bùa xanh mắt lành luôn. Skill từ sớm luôn bạn nhá. Lắp luôn giáp máu này. Chơi luôn. Chẳng lẽ mâm mâm cầm combo này trên người mà lại không được vàng nào thì lại phí quá. Ui, phải lốc này. Lốc thì cũng kệ thôi. Lốc đến mấy cũng tan thành mây thôi. Ai à? Lốc mất con idat của mình à? Lốc thì tao cho mày lên đây này. Ui, phá đất. Ba cái một thạch luôn, kinh vậy. Chế à? Một skill, rồi cho tao hai cái. Mình sẽ tích lên khoảng tầm 100 vàng ron anh em nhá, cho nó sướng. 25% này. Mắm mắm, vàng chưa rơi à? Ui, Terra ba quyền năng to quá anh em ạ. Mắm mắm 9 ít vàng. Không có vàng rơi luôn. Vàng hơi hiếm. Chưa có Terra rồi. Terra ơi. Úi lại ra xua kìa. Thôi ok, thế đợi tỷ lệ phần trăm lên cao nữa rồi mình sẽ run đi. Không cần đồ, chỉ cần vàng thôi. Còn có Nico thì cho xin một cái nhá. Mình đang để xíu lắm có 3 nữa mình nhá. Có 3 nữa mình sẽ để thêm con 3 vào nó luôn. Đấy, chờ lúc 3 con 3 nó skill cho nó gọi là tỷ lệ phần trăm gọi là cháy máy luôn anh em ạ. Savannah Idat. Không phải thứ mình cần. Rồi, bây giờ là 25% đúng không? Bắt thử con. Đây rồi, Terra mình đây. Ba này. Cho mày vào luôn. Vẫn có pháp sư gì. Ok. Chúng ta đang có một trận đấu á, mình đang nuôi tận 5 con 3 anh em ạ. À 4 3 con 3 trên bản đồ nha. Ông này đang có ui, Parthenon gì khổng lồ, cuồng đao, vô cực kiếm. Nhìn kinh đấy. Top 2 cầm Terra không? Không cầm được. Top 2 level mấy? Level 8. Ham stack. Biến khủng lồ đi Terra ơi. Đúng rồi. Vàng rơi rồi, được 4 vàng rồi mọi người ơi. Ui, của 27% mà từ 5 vàng rồi. Khét đèn nẹt luôn. Seafan à. Thua cũng được, không sao. Skill vắt nữa đi, đúng rồi. Úi dồi. Ui, tỷ lệ rồi kìa. 28%.
Mình đã 28% từ năm vàng rồi. Game này thì sẽ cố gắng lên Terra 3 sao luôn mọi người ạ. Lên Terra 3 sao để cho anh em cảm thấy hạnh phúc. Mất công theo dõi nãy giờ thì làm của Terra 3 sao cho lên đỉnh luôn anh em ơi. 28% Terra này. Khỏi lấy 3 đi mọi người. Lại ra 3 tiếp. Ok. Cho này đi. Nào, ôi chết. À đúng rồi, di chuyển nhanh đấy. Bị sút đi mà không di chuyển thì ăn cám rồi. 3 tiếp tôi nào. Cho xin ít tỷ lệ. Đúng rồi, 29. 30% luôn. Rồi, măm hắc vàng cho tao. Hắc vàng. Ok, được 2 vàng nữa rồi. Win. Top 2 còn 34 máu nhưng bị ông đấm nhấp phòng à? Nhấp phòng. Ây à, ám long, đừng ám long khỏe đấy. Đừng ám long anh em có thể thấy thì đang có một cái con Sifan Parthenon. Các kiểu nó đều ui, Auxin level mấy? Level 9 là tiêu chết rồi anh em ơi. Người anh em kia level 9 rồi, anh em có tỷ lệ sẽ bắt được con Terra của mình đấy. Rồi còn 2 Terra lên 3 không ạ? 2 Terra nhá. 2 Terra lên 3 rồi. Mình đang có cơ hội rất cao này, cầm con Terra nào không? Ok, không cầm, cầm Saibana. Ok, chỉ sau một round thôi, 6.4 thôi, mình sẽ all in mọi người nhá. All in để kiếm Terra 3 sao luôn. Terra 3 sao, 3 quyền năng. Bum. Bum. 32% từ năm vàng. 34%. Ron đi. 3 re luôn. 2 ao xin luôn. Olden soi luôn. Mình thua rồi. Hình anh bắt ao xin cho bắt Terra là ăn cám. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn con tướng mình sẽ bắt chính là con Dasua đi mọi người. Dasua đi. Lấy 5 vàng Ron ha. Giá như có cái Neko ở đây thì thích. Rồi, Terra. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Ui giời, một Ron này full tướng 5 vàng luôn. Rồi, Terra rồi. Một bé nữa thôi, Bly. Ui, 4 joe. Rồi ok anh em ơi. Đây là 3 sao 3 quyền năng anh em ạ. Và cảm ơn các bạn đã góp mặt trong trận đấu này của mình nhá. Giờ đến lúc mình thể hiện rồi. Ok, đây là 3 sao 3 quyền năng anh em ạ. Perfect. Một trận đấu có cái loại công nghệ xoài tự động và cái kết ở trên lên Terra 3 sao. Đừng dậm chết đi. Ai làm tách là chết. Ôi trời ơi, con rồng kìa. Rồng này rồng khủng lồ, không phải rồng bình thường nữa. Ai à, ôi ra xua kìa. Chết. Ra xô cầm đồ này mọi người ạ. Không được. Ra xô cầm đồ đấy. Hỏng bánh kẹo. Ra xô đấy khi mà mình còn một người ấy mọi người thì nó sẽ chém một phát là chết mình luôn. Đó, khó đấy. Ok, rồi thôi thì bạn ơi. Xin ít nữa. Rồng nào. Thôi thì bạn ơi. 5 rồng rồi. Không được 6 rồng ạ, mới được 5 rồng thôi. Ok. Bây giờ thì bạn Yasuo ơi, cho mình xin cái tuổi. Thua phát này anh em chửi cho chết đúng không? À, sao mà để thua được. 3, 4, 5, 12, 14, 16, 18, 24. Đi luôn. Chào người hẹn lại ở những video sau nhé. Bye bye, tạm biệt.